Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Yoshibit, Diêm Bích đắc tội gia hành, Nhật Ba đóng thần tượng. Đối với những người yêu thích xem tin tức Hoa ngữ thì hầu như họ đều sẽ chú ý đến hàng loạt tin dưa, tin đồn xung quanh các ngôi sao và bộ phim do các blogger tung ra. Mặc dù đó đều là những tin tức chưa xác nhận nhưng vẫn được dân mạng tập trung sang việc chú ý, thậm chí còn trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn. Hãy cùng mình xem qua những ngày gần đây trong số biết Hoa ngữ có tin dưa gì được quan tâm nhiều nhé. 1. Tịnh Bách Nhiên tranh phiên với Triệu Lộ Tư. Được chín bộ thần nặn ngay từ đầu đã định sẵn là Triệu Lộ Tư rồi, sau đó Tịnh Bách Nhiên mới đàm phán vai nam chính. Khi đó đoàn đội Triệu Lộ Tư rất đánh thép, cho biết nếu đã đóng phim thần tượng thì phải có được nhất phiên. Mặc dù trong giới đã tỏ thái độ bài trừ việc tranh phiên nhưng nghệ sĩ vẫn luôn xem trọng điều này. Suy cho cùng, nếu địa vị đã xuống cấp thì rất khó đi lên được. Ví dụ như Tịnh Bách Nhiên chẳng hạn, anh ấy bình phiên với Tống Uy Long, Đàm Thùng Vận nhưng lại nhận phiên ai đứng sau Triệu Lộ Tư, đúng là khó chấp nhận. Chắc chắn đoàn đội Tịnh Bách Nhiên không chịu ngồi yên và sẽ đi tranh phiên với Triệu Lộ Tư. Tôi nghe nói khả năng cao là bình phiên và khi poster tuyên truyền được tung ra, tên của họ sẽ là một người bên trái, một người bên phải. Mà đối với chuyện tranh phiên này, Đàm Thùng Vận, tượng không liên quan nhưng lại liên quan không tượng, Đàm Thùng Vận hợp tác với Tịnh Bách Nhiên trong đường về là bình phiên. Nếu trong thần nặn mà Triệu Lộ Tư nhất phiên thì cũng tương đương với việc cô ấy bị cô Tư áp phiên, phán chắc chắn sẽ không hài lòng chuyện này đâu. 2. Địch Lệ Nhiệt Ba lại về đóng phim thần tượng. Sau khi đóng máy công tố tiếng Anh, Địch Lệ Nhiệt Ba có ý định chuyển hình. Tương lai cố gắng nhận những tài nguyên dòng chính, nhưng với tình hình hiện tại mà nói, nghệ sĩ lưu lượng gần như bắt buộc phải chuyển hình. Theo thời gian độ khó sẽ tăng dần, những tài nguyên tốt bên dòng chính thường sẽ mời đến các diễn viên gạo cội hoặc có thực lực, còn lưu lượng thì chủ yếu vẫn được mời đóng phim ngôn tình thôi. Nói chính xác thì Địch Lệ Nhiệt Ba hiện tại đang đối mặt với việc này. Bộ Man Hua cải biên từ Vạn Cha Châu Hoàng, ngay từ khi được bắt tay vào sản xuất đưa lên màn ảnh nhỏ đã nhắm đến Địch Lệ Nhiệt Ba rồi. Dù có như thế nào thì nhà sản xuất cũng không từ bỏ việc mời Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận vai nữ chính. Điều may mắn là kịch bản của Vạn Cha Châu Hoàng cũng không tệ, lại còn là dự án trọng điểm của IG nữa, nên nếu không có vấn đề gì xảy ra thì có khả năng cao Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ nhận. Chỉ cách thời gian khai máy vẫn còn xa lắm nên lúc này cô ấy sẽ xem xét một số kịch bản khác. 3. Dương Bịch đắc tội gia hành. Hiệu quả phát sóng phim mới của Cảm ơn bác sĩ của Dương Mịch khá tốt, số liệu cũng tạm hài lòng các nhà đầu tư, nhưng bộ phim này lại không được quảng bá nhiều, chẳng may khi lên hot search. Nguyên nhân khiến bộ phim này kém trong mạng quảng bá là vì Gia Hành. Gia Hành vốn là nhà sản xuất duy nhất của Cảm ơn bác sĩ. Rất nhiều loại phí đều phải xuất từ công ty, nhưng Dương Mịch muốn rời khỏi Gia Hành nên công ty cũng chẳng đổ tiền vào tiếp thị. Họ nghĩ rằng không nhất thiết phải đối xử tốt với một nghệ sĩ đã ra đi. 4. Hướng phát triển của Tiêu Chiến thế nào? Tiêu Chiến và Bạch Bách Hà đang quay Ánh Dương Bên Tôi, lịch trình về sau của anh ấy đã được sắp xếp kín rồi. Hiện tại, hướng phát triển của Tiêu Chiến vẫn là về phim truyền hình, thương vụ, kịch nói và âm nhạc. Có rất nhiều lời mời tham gia show được gửi đến và thù lao cao ngất ngưỡng nhưng Tiêu Chiến đã từ chối hết rồi. Ngoài ra, bộ phim hiện đại, Quãng cách giữa chúng ta và tòa án vẫn luôn tiếp xúc với Tiêu Chiến. Anh ấy cũng đang xem xét, còn Ngọc Cốt Giao đã qua kiểm duyệt, dự kiến lên sóng sau Cảm ơn bác sĩ của Dương Mịch. 5. Angela Baby và Thái Tử Khôn sao tác. Thái Tử Khôn tham gia Running Man cũng được mấy mùa. Nếu mùa sao tác thì anh ấy và Angela Baby đã phải thực hiện từ lâu rồi cơ, gần như đợi đến bây giờ. Mà Thái Tử Khôn vốn dĩ là idol định lưu, những tin đồn xuất hiện nhiều cũng là chuyện bình thường thôi. Như đợt Bạch Lộc đến cũng có nhiều người hỏi về họ, chỉ là một người độc thân còn người kia là hoa đã có chủ. Nói chung Thái Tử Khôn và Angela Baby chỉ là bạn bè bình thường thôi, anh ấy luôn coi Angela Baby là tiền bối. Cũng không có ý định sáng tác couple hay tạo tin đồn gì cả. 6. Lưu Ti Ti vừa phát thông cáo sẽ không còn kêu bài vợ chồng ân ái nữa, mà chủ yếu liên quan đến sự nghiệp bản thân. Tuy nhiên, hôn nhân của cô ấy không có vấn đề gì đâu. 7. Ngương Tuấn Khải đi trên đường, thấy một cặp đôi đang cãi nhau. Anh ấy đi đến muốn giúp họ hòa giải, nhưng ai ngờ còn bị ăn mắng vì lo chuyện bao đồng. 8. Mặc dù couple của Trương Tịnh Nghi và Trần Phi Vũ rất hot, nhưng thực tế họ không phải hình mẫu của đối phương. Sau khi quay phim xong cũng không liên lạc gì, Trương Tịnh Nghi thích những chàng trai rắn rỏi ấy. 9. Hoàng Tử Thao từng đi trêu chó trong tiểu khu, thế là bị nó ngoạm trong một phát nhớ đời. 10. Mao Hiệu Đồng khi còn nhỏ bị bạn bè bắt nạt ở trường, vết thương còn hiện rõ trên mặt, nhưng không ai đứng ra giúp cô ấy. Xem một cách công bằng thì dù là tuổi nghề hay địa vị, Tịnh Bách Nhiên đều trên cơ Triệu Lộ Tư, nhưng mình thấy Tịnh Bách Nhiên đã qua thời hoàng. Anh ấy ngày trước cũng không đi tranh phiên nên chị e sẽ bất lợi nếu thật sự tranh chấp cùng Triệu Lộ Tư thôi. Còn chuyện Gia Hành không muốn tiếp thị phim cho Dương Mịch rất bình thường mà. Giờ hỏi qua cô ấy là người ngoài rồi nên việc bỏ tiền ra sẽ tốn công vô ích đấy. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.